Cảm ơn các bạn quay trở lại với OneSK, nơi các bạn có thể tìm đến những bài tập rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng từ những bộ môn tập luyện hot nhất hiện nay. Tôi là Amy, huấn luyện viên môn Pilates. Sau quãng thời gian bầu và sinh mổ, những cấu trúc cơ bụng, mông, đùi của chúng ta hầu như bị phá vỡ. Nhưng đừng lo, hãy nghỉ ngơi thật đủ và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chúng ta cùng lấy lại vóc dáng như thời thiếu nữ. Nào, mình cùng bắt đầu thôi! Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Hãy nhẹ nhàng xoay nhẹ cổ tay và cổ chân của mình. Giống như những bài khởi động thông thường, chúng ta làm nóng tất cả những vùng cơ và khớp nhỏ trên cơ thể. Đổi chân còn lại. Hãy để sẵn sàng tất cả cổ tay, cổ chân, đầu gối, khớp hông của chúng ta hoàn toàn được khởi động trước khi mình bắt đầu vào đến bài tập. Xoay khớp hông. Sau đó chúng ta xoay ngược lại. Nếu mình cảm thấy khởi động chưa đủ, mình có thể khởi động dài hơn nhé. Rồi, sau đó hãy đặt tay lên vai của mình và xoay nhẹ phần vai. Khi mình đứng xoay vai, đầu gối thì hơi trùng, nâng cằm lên, dựng thẳng lưng và hóp bụng vào. Mình luôn luôn hít bằng mũi và thở bằng miệng. Xoay ngược lại. Hãy nhớ hóp bụng khi hít thở nha. Rồi, đứng thẳng, sau đó phần vai, xoay nhẹ hai bên. Mình có thể xoay nhanh hơn. Khi mình tập cơ tĩnh, mình gồng bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hai chân nhỏ lại, hai tay khép ở đùi. Chúng ta hít vào, nâng cằm nhìn lên cao. Thở ra, cúi đầu xuống. Cong tròn cơ thể và từ từ đưa tay của mình chạm xuống sàn nhà. Hít vào bằng mũi, giữ nguyên mắt nhìn rốn. Và thở ra bằng miệng, chúng ta cuộn tròn, từ từ đứng dậy. Và hãy làm thêm 2 lần nữa để làm nóng, kéo giãn cho thắt lưng. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. 2 lần nữa. Thở. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa nha. Hít sâu bằng mũi. Thở ra bằng miệng. Hít sâu chạm tay. Thở ra cuộn tròn đi lên. Rồi, cuộc sống chúng ta đã được kéo giãn và linh hoạt hơn. Mình hãy mở nhẹ hai chân sang bên ngang và mở rộng hai tay ở ngang vai của mình. Hít bằng mũi. Bắt đầu làm nóng cho đùi và bụng của mình. Thở ra bằng miệng. Tay bên phải chạm lấy đầu gối bên trái. Hít về. Thở đổi. Và mình làm nhanh hơn. Hãy kết hợp hít thở. Và đừng quên Pilates, chúng ta sẽ thở mạnh ra bằng miệng. 10 lần. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, mình đã nóng lên chưa? Bây giờ chúng ta thẳng chân ra nhá. Hít vào. Đá chân về trước. Thở. Thở. 8 lần. Thở. Trùng nhẹ chân trụ. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, thả lỏng tay vai. Hãy bước thêm một mũi chân, một gót chân nữa ra bên ngoài để chúng ta mở bàn chân ra. Hai tay chống nhẹ về phía hông của mình. Hít bằng mũi, lưng dựng thẳng. Bàn chân mở ra bên ngoài và trùng nhẹ chân. Rồi, thở ra bằng miệng. Tay bên phải, chúng ta sẽ đi từ bên phải và kéo nghiêng sang bên trái. Ở đây để giữ thăng bằng, mắt nhìn lên trên cao và hóp bụng. Hít vào, đứng thẳng dậy. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Nếu chúng ta bị đau đầu gối thì mình có thể trùng một nửa thôi. Nếu mình không đau đầu gối và mình muốn khó hơn, chúng ta trùng sâu hơn. 5 lần. Thở ra. 4 lần. Thở ra.
3 lần. Thở ra 2 lần. Thở 1 lần. Thở. Rồi, tiếp theo sau đó hãy xoay dọc người. Và bây giờ chúng ta hãy chống cái đầu gối của mình xuống và chồm người về phía trước mặt. Nằm sấp xuống sàn và chống hai tay ngang với chân ngực của mình. Hai bàn chân mở rộng ra bằng vai và nhấc nhẹ vai lên, cúi đầu nhìn xuống. Nếu mình nằm chúng ta cảm thấy phần bụng của mình hơi đau thì mình hãy siết chặt mông vào và dùng tay đẩy nhẹ người lên để bụng của mình không bị tì quá nhiều xuống dưới sàn nhà. Hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng, đẩy. Hít vào, chúng ta sốc người lên với tư thế plank, hóp ngực, mông ngang bằng vai. Thở ra, ấn hông, nhìn thẳng về trước. 4 tư thế một động tác. 1, hít vào. 2, thở ra. 3, hít vào. 4, thở ra. Tiếp tục nha. 1, 2, 3, 4. Để chúng ta cảm nhận được sâu hơn, hãy ấn bả vai xuống dưới. 1, kéo khuỷu tay ép sát cơ thể. 2, 3, 4. 2 lần nữa. 1, cúi đầu. 2, nhìn thẳng. 3, sốc tròn ngực. 4, ấn hông xuống. 1 lần nữa. 1, 2, 3, 4. Sau đây hãy dùng 5 giây để chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đẩy mông về phía sau, kéo giãn thả lỏng. Khi mình nghỉ ngơi, hãy tranh thủ xoay nhẹ phần cổ tay của mình. Stay, 'cause I'm not going anywhere.